mình yêu nhau hai đứa ước mơ trầu cau. Anh đâu có ngờ rằng hai đứa xa nhau. Đời buồn không em nếu mộng xưa chẳng thành. Anh tin không phải mình mà vì đời chia xa. Chiều buồn trên mi hai đứa giữa cơn hè đi. Yêu thương kéo dài ngày hai đứa chia tay. Một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời. Trong cơn mê đắm ngày là dấu buồn ăn năn. Sóng gió cũng tới lúc tình yêu mơ. Xin chào bác nhá. Tiếp theo clip ngày hôm nay thì em giới thiệu các bác với cái dòng cục đẩy bãi giá rất là rẻ để bác chơi gia đình. Con này thì phù hợp cho các bác có thể đánh 1 đôi 30, 1 đôi 25 hoặc là 2 đôi 30 cũng được. Trong clip này thì em có test bác nghe chất âm mộc tín hiệu từ máy tính này và đánh 2 cặp loa. Ở đây thì đánh 1 cặp 40 cặp 30 bác nhá. Test chất âm mộc bác nghe. Chiếc cục đẩy này thì em test cho một khách hàng anh Vũ Tiến Trung có gì ở tổ 2 khu dân phố Bình Minh, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng ấy nhá. Đây là cái dòng cục đẩy mà giá rất là rẻ bình dân để các bác chơi. Con này thì trước em xả nó rất tốt luôn. Giá là 3.300.000 em bao ship ấy nhá. Đấy, với mã là NUB và R1000. Mặt phay nhôm cực kỳ dày và đẹp ấy nhá. Máy còn đẹp. Con này thì nó sử dụng máy class H cho nên là máy rất là bền, lành và đánh lực ấy nhá. Tiếng rất là sáng bén. Tiếng bát bánh rất là lực luôn và cái lời nó rất là sáng. Con này thì nội thất em mở có xem được nội thất đây, nguồn to nhé, nguồn rất là to. Con này thì nó rơi vào tầm 20 và tụ dòng này nó sử dụng tụ rất là xịn sò nhé. Đấy, tụ 15.000 mi 63 v. Đấy, tụ còn rất là đẹp luôn. Đây thì con này dòng này thì nó sử dụng máy class H cho nên là nó không dùng nhiều sò. Đấy, rất là nhiều sò búa, sò nhỏ này. Còn cái sò bình thường của nó là dùng sò NG với nhé. Rồi rất là bay, tiếng sáng, quạt gió thì rất là êm. Đây quay đằng sau để bác về các bác đấu nối. Con này thì tín hiệu thì bác có thể là đấu nối đằng sau đây. Cái dây này là cái này nó là Canon đấy nhá, chuyển đổi từ Canon ra AV này thì các bác cắm này vào. Đấy, cắm vào. Rồi các bác cắm ví dụ nhà trước bác dùng âm ly ấy thì bây giờ cắm dây hoa sen là hai đầu này vào là được. Đấy, chơi được này. Đấy, đây là test mộc cho bác xem. Còn cái giác niêu trích này thì các có đấu 1+1 - 0 thì đấu bằng cái cọc loa là chuẩn nhất này. Đấy, đó dương này, đen là âm, dễ đấu nhất bác nhé. Và nó chắc chắn này, nó sẽ có ít khi bị mo ve cũng như là tránh dạng đấu nối sai. Và con này thì có chế độ chọc kênh và chế độ đánh xít te này, brand neo link kênh thì không cần. Đấy, còn đây nếu có bao link ở đây. Đấy, rồi ok. Rồi em xin chào bác nhé. Đấy, giá là 3.300.000 bao ship, giá cực kỳ rẻ bác chơi. Xin chào bác ạ.